Đình Thượng Cát thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được xây dựng trên một khu đất rộng tách biệt với khu dân cư. Đình quay về hướng đông, trông ra hồ nước rộng. Ở phía trước là hồ, ở phía sau là chùa. Đình Thượng Cát là nơi tưởng niệm ba nhân vật quan trọng và có công lớn trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là Quách Lãng, Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương. Theo thần phả của đình làng Thượng Cát còn ghi lại việc đầu công nguyên, dân chúng vùng này nổi dậy chống lại chính quyền đô hộ nhà Đông Hán, do Quách Lãng cùng hai bà Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương lãnh đạo. Sau, họ kéo quân lên Hát Môn theo Hai Bà Trưng, đánh giặc Tô Định giải phóng đất nước. Trưng Vương lên ngôi, phong Quách Lãng làm đô chiêu thảo sứ, phong Đinh Bạch và Đinh Tĩnh làm Bạch Khấu công chúa, cho về trấn giữ vùng Thượng Cát. Khi Mã Viện kéo quân sang xâm lược, đạo quân do Quách Lãng chỉ huy chiến đấu đến cùng. Hậu thế Thượng Cát nhớ ơn người hy sinh vì nước, vì dân nên thờ Quách Lãng và hai bà Đinh Bạch và Đinh Tĩnh làm thành hoàng làng. Lễ hội Thượng Cát diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ và ca ngợi công lao của vị thành hoàng làng có công với dân, với nước là Quách Tướng Quân cùng nhị vị công chúa họ Đinh. Làng Thượng Cát tổ chức lễ hội với hình thức long trọng, uy nghiêm, với các trò chơi dân gian mang đậm giá trị văn hóa dân tộc. Lễ hội làng Thượng Cát được diễn ra trong một không gian thiêng như đưa chúng ta trở về với quá khứ, đắm chìm trong những ước vọng của người xưa, cầu cho dân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp để người dân tưởng nhớ thành hoàng làng, nhưng thực chất là để tưởng nhớ tới tổ tiên, qua đó giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước cho toàn thể cộng đồng, ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
tay mà. Thank you.